Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với lãnh đạo Việt Nam rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng Hà Nội xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung và rằng hai nước cộng sản láng giềng cùng chia sẻ vận mệnh. Theo truyền thông Trung Quốc, nhưng một nhà quan sát cho rằng Hà Nội sẽ hoan nghênh nhưng không tham gia cộng đồng này. Ông Vương còn là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc chuyến thăm tới Hà Nội, nơi ông đã gặp các lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm của ông Vương được cho là để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, dự kiến vào giữa tháng này. Tân Hoa Xã cho biết ông Vương nói với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm 1 tháng 12 rằng Trung Quốc sẵn sàng thực hiện các bước phối hợp trong giai đoạn hợp tác tiếp theo với Việt Nam trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo tiến bộ ổn định trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam vì một tương lai chung. Trong khi đó, mạng lưới truyền thông toàn cầu Trung Quốc CGTN dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, ông Vương khi gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói rằng Trung Quốc và Việt Nam có chung khát vọng và vận mệnh. Các cuộc gặp của ông Vương với Chủ tịch Thưởng và Tổng bí thư Trọng được báo chí Việt Nam đưa tin, trong đó các lãnh đạo Hà Nội khẳng định với Ngoại trưởng Trung Quốc rằng Việt Nam coi trọng quan hệ với Bắc Kinh và đặt nó lên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Hà Nội. Tuy nhiên, truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý không cho biết việc ông Vương đề cập đến việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh giữa hai nước. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, truyền thông nhà nước Trung Quốc muốn tuyên truyền cho việc này nhưng Việt Nam không có khát vọng chung vận mệnh với Trung Quốc như ông Vương nói. Các lãnh đạo Việt Nam chưa công khai đưa ra tuyên bố nào về việc tham gia cộng đồng này với Trung Quốc.